Chào quý vị và các bạn, mình Audio Hà Đông lại quay một video giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly của Pioneer. Con âm ly này cửa hàng tôi bán với giá là 5 triệu đồng. Hàng bãi nguyên zin, sò zin, nguồn zin, tụ zin. Những điều đó là phải chắc chắn luôn. Đây là hàng gỗ của nó và đây là nắp tre. Rất đẹp luôn. Âm ly này có hai tụ lọc nguồn tản nhiệt và phía dưới tản nhiệt là bốn con sò than, hai xanh hai đen. Âm ly này có lao lớp là nút này, cân loa, volume, các đường vào âm thanh đây, tôn nhạc. Nếu các bác nhả ra sẽ có tác dụng, ba chép ấn vào sẽ không có tác dụng. Âm ly chạy hai đôi loa AB cộng B và đây là thông tin ra loa, một thông tin cũng khá ấn tượng. Đó, nội thất bên trong còn rất đẹp nha, sạch sẽ, rất đẹp đấy. Điện 100V, công suất là 240W. Sản xuất tại Nhật Bản, số series 5681, loa A loa B, trở kháng từ 4 đến 32 ohm, cầu chữ U. Đây là nguồn. Nguồn là màu nó thì các bác nha, nó bụi keo rồi này. Nhìn nếu mà người không hiểu thì nhìn cái nguồn này lại bảo là nó dỉ nó xét. Và biết cái gì thì trong video tiện tôi sẽ nói luôn, chia sẻ luôn để các bác cùng cả theo dõi. Tôi đang ghép vào một đôi loa Bass 32 của Diatón, loa rất gấu luôn. Và với âm ly này vẫn đánh đơn giản để các bác có thể nghe nhạc vàng hoặc hát karaoke với nhu cầu gia đình đơn giản. Tất nhiên không bao giờ nó sẽ khỏe bằng âm ly chuyên về karaoke, nhưng mình sẽ tận dụng để dùng thôi. Bởi vì đây là âm ly nghe nhạc, mời các bác nghe nhạc to hơn. Và đây, những cái lúm của con âm ly này thiết kế cực kỳ chi tiết này. Nó có những cái vòng kim loại màu bạc bên trong, rất sang trọng, thể hiện sự trau chuốt của sản phẩm. Mở to hơn để các bác cùng nghe. Người đời đặt tên đôi thăng hai mộng chuyện tương đã đi đầy ghép với đôi loa này nghe rất ngọt luôn, tiếng rất ngọt. Có ai cô cha cách xa dù chết không tròn đôi. Dạo ấy mộ đơn giá lạnh, hiu hắt quanh đây vài cánh lá bay. Ai đâu đành một trời dù trắng sương giăng lạnh đồi thâm, lòng lặng núi rừng buồn man mác như tiếng ai. Tôi sẽ làm một cái video chỉ mở đóng cái này, nắp vào và ốp hai hồi gỗ vào để các bác cùng cảm nhận nhé. Thì nó sẽ khác hẳn luôn. Con đồng pin này tôi đã từng bán một con này và cũng có hồi gỗ rất đẹp. Nếu con này nắp hồi gỗ vào sang trọng cực kỳ luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.